Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, dịp Tết, người sông đất, sông nhà được xem là người mở cánh cửa tài lộc, đem may mắn đến cho gia chủ. Sông đất hay còn gọi là đạp đất là tục lệ có từ lâu đời. Thời gian sông đất là sau giao thừa, thời điểm bắt đầu một năm mới. Vào thời điểm này, người đầu tiên đến nhà gia chủ chúc Tết, cầu chúc cho gia đình gặp nhiều may mắn, phát tài, hạnh phúc, được gọi là sông đất. Theo quan niệm của người Việt Nam, người sông đất vào năm mới đóng vai trò rất quan trọng. Họ được xem là người mở cánh cửa tài lộc, đem nhiều may mắn, bình an đến cho gia chủ. Vào ngày này, nếu chọn được người sông đất tốt, hợp phong thủy với mình, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, thành đạt trong năm mới. Ngược lại, nếu chọn người sông đất, sông nhà không chính xác, không phù hợp với mình, gia chủ sẽ gặp nhiều trắc trở, khó khăn suốt một năm. Trong những video trước, chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp may mắn nhất sông nhà năm 2023 Quý Mão, được đại cát, đại lợi, mang lại phú quý, tài lộc cho gia chủ. Để đáp ứng yêu cầu và giải đáp những thắc mắc của gia chủ về việc chọn tuổi nào sông nhà trong năm 2023 được cát lợi nhất, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về hai con giáp cực kỳ may mắn khi chọn làm tuổi sông nhà. Nếu chọn được đúng hai tuổi này sông nhà thì năm 2023 Quý Mão sẽ mang lại sự cát lành và may mắn cho gia chủ. Quý vị không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền mà cuộc sống gia đình cũng được sung túc, giàu có. Và đó là các con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con giáp may mắn thứ nhất khi được chọn làm tuổi sông nhà năm 2023, năm Quý Mão là những người tuổi Mùi. Xét theo mối quan hệ địa chi, Mão gặp Mùi là hoa cái, bên cạnh đó còn được bộ tam hợp hợi Mão Mùi. Vậy nên những người tuổi Mùi là con giáp may mắn nhất để chọn làm tuổi sông nhà bởi các lý do sau. Mão gặp Mùi là hoa cái. Sao hoa cái là một trong bộ sao mang nhiều ý nghĩa khác, đặc biệt trong khoa tử vi. Sao hoa cái mang nhiều ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đến đương số. Sao hoa cái mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tùy vào vị trí từng cung và các sao đi kèm mà có nhiều ý nghĩa khác nhau. Thế nhưng đa phần là ý nghĩa tốt đẹp, cũng bởi vì là hoa cái là bộ sao chủ về sự may mắn, học hành, thông tuệ, chăm chỉ, khéo léo, đảm đang. Ngoài ra còn có một chút bướng bỉnh, điệu đà, bảo thủ, nói lên tính cách của người có sao hoa cái thêm phần thi vị trong cuộc sống. Hoa cái còn là một trong bộ sao chủ về sự phụng sự trong tâm linh. Người có hoa cái dễ làm thầy, dễ có căn số, bởi hoa cái được xếp vào trong bộ tứ linh, cái, long, hổ, phượng, là một trong bốn loại vật linh thiêng trong tín ngưỡng, tâm linh Việt. Ngũ hành, hành kim là đại cát tinh chủ về sự uy quyền và quý hiển. Sao hoa cái được an theo địa chi của năm sinh và luôn nằm ở bốn cung tứ mộ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, hay nói cách khác, hoa cái luôn nằm ở vị trí mộ của vòng tràng sinh, vị trí mộ của tam hợp tuổi. Hoa cái tượng trưng cho cái lọng tre, xưa kia sĩ tử đi thi có chỗ đạt thì được người đưa rước về, được ngồi trên kiệu và có lọng tre đưa về. Chính vì thế mà hoa cái còn tượng trưng cho sự học hành, học vấn, là thi cử đỗ đạt, chăm chỉ và học hỏi. Khi đỗ đạt thì đều được nhà vua thưởng vàng, bạc, rước kiệu về quê hương, vinh quy bái tổ. Vì thế mà hoa cái cũng là bộ sao chủ về tiền bạc, tài lộc, là thúng thóc, là vàng bạc, châu báu. Hoa cái trong khoa tử vi được ví như là tiểu văn xương, chủ về học hành thông tuệ, có trí tuệ, học hành thi cử dễ được thành tích cao. Tuy nhiên cũng chính vì có trình độ, đam mê học hành mà người có sao hoa cái luôn có xu hướng bảo thủ, bướng bỉnh và ngang tàng. Hoa cái luôn lắng nghe người khác nói, hiểu người khác, thế nhưng trong sâu thẳm con người chưa chắc họ đã phục người nói. Đặc biệt là với những người có mệnh ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và kèm theo sao Thái Tuế ở mệnh thì cực kỳ bảo thủ, có thể nói là bảo thủ bậc nhất. Hoa cái cũng là một trong bộ sao chủ về đài cát, sự thông tuệ trong học hành, học vấn, có sự khôn ngoan, sự từng trải và kèm theo nó là cả một sự may mắn. Hoa cái là bộ sao đào hoa, rất đào hoa, vì thế ai có sao hoa cái ở cung mệnh đều sẽ trải qua hỉ, nộ, ái, ố. Một điều đặc biệt đối với người có sao hoa cái, sự phụng sự, phụng dưỡng, luôn quan tâm đến người khác, là người có trách nhiệm, họ luôn cho rằng mình có một sứ mệnh với gia đình, lớn hơn là sứ mệnh với đất nước, với làng xóm.
Người có sao hoa cái thì dù giàu hay nghèo thì khó ai biết được, bởi lúc nào họ cũng như tiểu thư hay công tử, có khí chất của con nhà giàu. Và đó là lý do đầu tiên mà tuổi Mùi là tuổi sâu nhà tốt nhất. Lý do thứ hai, Mùi gặp Mão được cục diện bán tam hợp trong bộ tam hợp Hợi Mão Mùi. Trong 12 con giáp theo phong thủy bao gồm Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi và được chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm có 3 con giáp sở hữu những nét tính cách tương đồng, liên quan và hòa hợp với nhau được gọi là tam hợp. Tam hợp là một dạng minh hợp, tức là sự hòa hợp tuyệt vời, được thể hiện rất rõ ràng, tốt đẹp trong một mối quan hệ. Những con giáp thuộc tam hợp thường dễ dàng chung sống hòa hợp với nhau do có tính cách tương đồng. Đặc biệt là mối quan hệ giữa những cá nhân có tuổi tam hợp thường dễ dàng phát triển thành công, đồng nghiệp với bạn bè, vợ chồng. Những con giáp thuộc tam hợp khi có mối quan hệ đối tác làm ăn, vợ chồng thì thường suôn sẻ hơn, có chung lý tưởng, chí hướng hay giúp đỡ nhau để dễ dàng đạt đến thành công hơn. Hợi Mão Mùi là tam hợp thuộc nhóm ngoại giao, những người trong nhóm này thường rất giỏi giao tiếp, cư xử khéo léo, sẵn sàng lắng nghe, cảm thông và giúp đỡ những người xung quanh. Những người tuổi Hợi thường rất chăm chỉ và cần cù, nhưng lại cần đến sự nhanh nhẹ, tinh tế, cẩn thận của tuổi Mão, tuổi Mùi để thành công. Ngược lại, tuổi Mùi và tuổi Mão đều phải học tập đức tính cần cù của tuổi Hợi. Vậy nên lựa chọn tuổi Hợi sông nhà trong năm 2023 Quý Mão là một trong những lựa chọn sáng suốt và đúng đắn nhất. Bởi đây sẽ là con giáp may mắn nhất trong năm 2023 Quý Mão khi chọn làm tuổi sông nhà. Tiếp theo là con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi Tỵ. Xét về quan hệ thiên can địa chi của năm thì ta có năm Quý Mão có thiên can Quý, địa chi là Mão, thiên can Quý gặp Tỵ là Thiên Ất, Mão gặp Tỵ là Mã Tinh. Như vậy, sự lựa chọn sáng suốt thứ hai là những người tuổi Tỵ. Khi chọn tuổi này xông nhà, vừa được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vừa có được phương tiện giúp gia chủ đi đến thành công một cách nhanh hơn. Và chi tiết như sau. Năm Quý Mão, tuổi Tỵ là Thiên Ất quý nhân. Thiên Ất quý nhân là cát tinh, chủ về thông minh, trí tuệ, là thần gặp hung, hóa cát. Nếu hợp hóa thành dụng thần hoặc hỷ thần là rất tốt, gặp được Thiên Ất thì phúc quý càng tăng thêm, cuộc đời ít bệnh tật và gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó, Thiên Ất quý nhân là ngôi sao ở phía bên trái sao tử vi trong thiên thể, là chủ tể của muôn thần. Trụ năm hoặc trụ tháng gặp được hai quý nhân là có ý phân âm dương để trị. Thiên Ất quý nhân là cát tinh, là sao giải ách, sao cứu trợ. Sách Tâm Mệnh Thông Hội nói, Thiên Ất là thần trên trời, trong tử vi luôn ở bên ngoài cửa, sắp hàng ngang Thái Ất, làm những việc của Thiên Hoàng Đại Đế nên gọi là Thiên Ất. Thần Ất rất tôn quý, tất cả mọi người xung sát đều phải lánh xa. Thiên Ất quý nhân là văn tinh, mệnh có nó hay kể cận các bậc quyền quý, thông minh tháo vát, linh lợi, gặp hung hóa cát, gặp việc có người giúp, hào phóng, vui vẻ, giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Thiên Ất quý nhân là thần tốt nhất trong mệnh, ai có nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa vượng khí thì có thể đạt đến danh tướng, công hầu. Đại tiểu vận hành đếm vận năm đó thì nhất định sẽ tốt trên tất cả mọi phương diện. Quan được thăng quan, người thường cũng gặp tin vui, nói chung đối với bất cứ ai, mọi việc cũng thuận lợi. Năm 2023 Quý Mão, Mão gặp Tỵ và Thiên Mã, hay còn gọi là Mã Tinh dịch Mã hay Mã Tinh là thần cai quản chuyển nghiệp, thăng tiến, là phương tiện giúp đạt được mục tiêu nhanh hơn. Nếu có thể tận dụng tốt phương vị dịch Mã để nó phát huy tác dụng, có thể hỗ trợ sự vận của công việc tốt hoặc là thăng tiến đại cát. Vậy nên để có được sự nghiệp thăng hoa, những người quan chức thường đặt trên bàn làm việc vật phẩm phong thủy, mã phong hầu. Dịch mã hay còn gọi là thiên mã là vì sao chiếu mệnh cho những bậc vương giả. Mã là ngựa tượng trưng cho sự chạy, đi, thay đổi nhanh, chuyển động nhanh. Tương truyền những lần dịch mã tung cánh giữa trời, nhân gian lại có sự thay đổi vô cùng quan trọng. Với nhiều người, việc thăng quan tiến chức là việc rất hệ trọng trong đời, kích hoạt tốt cung dịch mã, tức là bạn có thêm nhiều cơ hội để thay đổi. Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao thiên mã là dương hỏa, là cát tinh trong chòm sao, trung thiên đầu, hóa khí là dịch mã, là sao trưởng quản lộc, chủ về di động. Trong 12 cung của mệnh bàn, sao thiên mã chỉ ở 4 cung, dần, thân, tỵ, hợi, vì vậy 4 cung này được gọi là tứ mã chi địa.
Cũng bởi vì bốn cung này chính là cung vị của sao Trường Sinh trong 12 sao Trường Sinh cục ngũ hành, nên bốn cung dần thân tị hợi còn được gọi là tứ sinh chi địa. Do bản thân sao Thiên Mã hóa khí là dịch mã, chủ về di động, nên đây là sao bẩm sinh giàu sức sống và rất hiếu động, lại ở vào bốn cung Trường Sinh, vốn giàu có lại tăng thêm sức sống mạnh mẽ. Vì vậy, trợ giúp có tính cơ động về danh lợi bên ngoài. Thiên Mã là sao mang tính động thái, có câu, động thì cát lợi, tĩnh thì vô công. Do đó, sao Thiên Mã càng vất vả bôn ba thì thu hoạch càng lớn, đại biểu cho tiền tài do vất vả làm ra. Đó chính là lý do vì sao mà chọn tuổi Tỵ làm tuổi tốt xông nhà thứ 2 trong năm 2023 Quý Mão. Và đó là lý do vì sao tuổi Mùi và tuổi Tỵ lại là hai con giáp may mắn nhất được chọn làm tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão. Quý vị hãy chọn hai tuổi này xông nhà để cho cả năm được may mắn và bình an, phát tài, phát lộc. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những người xông nhà may mắn và tốt nhất. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Năm cũ sắp qua, chúc quý vị và các bạn đón một năm mới 2023 Quý Mão an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!